quên tôi đập mặt miền dân xa thì chân thầu lao nghe xong rồi. Ủa, vì đang không lấy cái chai kia mà lấy cái chai này. Cái chai này nó đang để lạnh. Chai nào? Chai này chẳng phải đang bỏ tủ lạnh à? Đúng tự nhiên rồi. Bỏ ra cho nó nguội xong lấy cái chai chứ. Ủa xong lấy đi. Nó lụ đại nói chuyện lóc cá không? Hả? Không lấy đi, ngồi đó mình nói người ta hả? Dạ. Chị Tư. Chửi người ta được thì người ta chửi được chứ sao vậy? Khuấy cho uống mà xong rồi còn bị nấu nữa. Ủa? Khuấy á, chị nói là khuấy cho uống. Ủa chứ nói vậy? Ủa chứ nói vậy? Biết của ai mà uống? Ủa? Không biết của ai uống nó đánh cho to mỡ.
Anh gọi hỏi làm gì? Ủa điện thoại người ta lên tôi cũng người ta hỏi làm gì? Ok. Chỉ là hỏi thôi mà. Nếu mà người nhà gọi người ta phải nghe. Không thích nghe rồi sao? Nghe được chó vậy không? Ờ, chó nói chuyện mà hiểu. Sủa em. Đang sủa nè. Ok rồi. Thôi chửi. Nói chửi mới được. Không mà leo lên đầu mình ngồi á. Dữ ghê á. Nó ăn tôm sốt mơ. Cho mình ăn cơm mất mình ăn cái nguội nguội. Cho gì ăn đó. Ăn tôm cũng không được ăn tôm mà phải chấm nước tôm. Sao? Sao cái video đâu ai biết ăn cái gì. Mình sợ chó hay gì. Mình đang ăn cơm nóng, mình ăn bánh mì. Bánh mì này là một phần 10 ngày rồi. Dưới đít nó nổi mốc luôn. Phận con ở phải chịu. Làm sao được lấy chồng. Chưa lấy chồng mà đã dạy nó chồng nữa sẽ mệt rồi. Nét nốt. Cái ăn cũng của người ta, mình không được ốm thì ngủ.